Này là công ty tín dụng gặp mấy chị gái miền Tây nè. Alo, ai vậy? Em chào chị không phải là mẹ của ông Tuấn không ạ? Chị là mẹ của ông Tuấn này, có gì không em? Dạ, Tuấn thiếu nợ bên em 114 triệu, hôm nay đã quá hạn thanh toán rồi nha chị. Nếu mà hôm nay không thanh toán luôn thì em sẽ chuyển qua bên thu hồi nợ nha. Ủa cái gì, nhiêu? Nghe không rõ. Dạ, cả gốc lẫn lãi là 114 triệu ạ. Chú ơi, chú ơi, nó vay 114 triệu nó làm cái gì trời? Tuấn vay bên em 14 triệu để mua máy lạnh, nhưng mà trong vòng 1 năm nay Tuấn không đóng tiền rồi nha chị. Là bây giờ cả gốc lẫn lãi với tiền phí phạt trễ hạn đó là 114 triệu nha. Trời ơi trời, nhà nghèo thấy mẹ giả đói tới nơi không lo, tự nhiên nhà lá đi vay tiền gắn máy lạnh chi vậy trời. Em không cần biết, bây giờ Tuấn thiếu nợ bên em là 114 triệu, giờ Tuấn không trả thì chị là mẹ của Tuấn chỉ có nghĩa vụ thanh toán cho tụi em 114 triệu trong vòng ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay chị không trả thì tụi em sẽ nhờ tới sự can thiệp của pháp luật. Nghèo thấy mẹ tiền đâu trả. Bây giờ nếu mà chị không trả thì em sẽ nhờ bên thu hồi nợ nha chị. Rồi nó thiếu nợ rồi liên quan gì tao, điện cho tao trời. Nó thiếu nợ thì kệ mẹ nó chứ. Ủa nhưng chị là mẹ của Tuấn mà. Thì kệ mẹ nó là kệ tao đó. Nhưng mà chị là mẹ của Tuấn, chị phải trả nợ cho Tuấn chứ. Rồi giờ ở nhà lá, nghèo thấy mẹ giờ tiền đâu trả. Nếu vậy thì em sẽ chuyển cái món nợ này qua bên thu hồi nợ, xong rồi người ta sẽ xuống tới nhà, người ta xiết nhà chị nha chị. Giờ trong nhà như trống quơ trống quát, còn mẹ gì đâu lấy bao nhiêu đồ đạc gì đem ra ngoài chợ bán lấy tiền ăn hết trơn rồi. Còn tao bán mà chưa ai mua này lấy không, lại khiên tao đi mẹ cho rồi đi. Bây giờ chị với Tuấn mà không trả tiền thì bên em sẽ dùng tới biện pháp mạnh nha chị. Trời ơi, chị nói cứ nghe, thằng Tuấn nó ở tù 6 năm trời rồi sao mà nó vay tiền được mà bây giờ đòi tao 110 mấy triệu. Ủa Tuấn mới vay tiền bên em ở tù gì 6 năm gì? Sao ở tù? Ở tù nào? Mày muốn biết mày vô tù mày hỏi nó đi, tao đâu biết đâu. Báo công an rồi đó, hồi nó kiếm mày nó bắt mày vô tù, nó vô trọng gặp nó hỏi.